La liquidez, sự thanh lý, sự thanh khoản. La liquidez. La orden, mệnh lệnh. La orden, mệnh lệnh. Động từ nguyên mẫu agregar, tức là thêm vào, bổ sung. Agregar. Chẳng hạn như mình có cái cụm từ là agregar an order, có nghĩa là hãy thêm vào, hãy bổ sung để tiến hành đặt hàng, mua hàng trên mạng. Cái dòng chữ này nó hay sử dụng trên các cái mạng online lên tiếng Tây Ban Nha. Agregar an order. Tolerar, động từ là tha thứ. Tolerar. Chẳng hạn như mình có cái câu là todo el mundo se tolera, pero nadie se quiere. Có nghĩa là đối với tất cả mọi người thì tha thứ, họ tha thứ, nhưng mà họ không cần ai cả. Có nghĩa là họ bao dung, nhưng mà họ cũng không cần ai, không yêu thương ai. Todo el mundo se tolera, pero nadie se quiere. Cụm từ programa de tarifas có nghĩa là biểu giá. La programa là cái chương trình. Tarifa là tỷ lệ. Ở đây, programa de tarifas có nghĩa là một cái bảng giá để mình tham khảo trước khi đặt hàng một cái dịch vụ nào đó hoặc là mua một cái món hàng nào đó. Programa de tarifas.